Kính chào tất cả quý khách hàng. Một cái thông tin cực vui luôn ạ. Chương trình khuyến mại xả kho của Toyota Altis của những ngày cuối tháng 6 năm 2022. Vậy là nửa đầu tháng 6 chương trình khuyến mại đã lớn rồi, nhưng nửa cuối tháng 6 này thì chúng ta sẽ cùng cập nhật là chương trình xả kho khuyến mại của Toyota Altis, đặc biệt nhất là hai phiên bản 1.8G và 1.8V giảm đến vài chục triệu đồng luôn anh chị nhé. Chương trình cực kỳ là ấn tượng luôn đó. Vậy chi tiết là như thế nào? Kính mời quý anh chị hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu Corolla Altis nguyên chiếc từ Thái Lan, có đến 3 tùy chọn. Để mà nói trong phân khúc khoảng hơn 700 triệu đồng mà lại trang bị những cái công nghệ cao cấp, đặc biệt đầu tiên đó chính là tiêu chuẩn khí thải Euro 6. Có lẽ là gần như lấy trong phân khúc này là chưa có một cái xe phân khúc này có đâu, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Hệ thống Toyota Safety Sense cho khả năng cảnh báo lệch làn đường, phanh tiền va chạm, cảnh báo phương tiện bám đuổi xe phía trước, cũng như là tự động bật đèn pha khi không có xe đối diện. Rất nhiều tính năng hay, đúng không ạ? Và một cái phiên bản cao cấp hơn là phiên bản Hybrid, còn trang bị cả khối động cơ 1.8 kết hợp động cơ xăng và động cơ điện cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ 4,2 lít trên 100 km, dù chúng ta đang di chuyển trong đô thị. Còn với phiên bản 1.8G và 1.8V thì sao? Chỉ có 5,39 lít thôi anh chị ạ. Đó chính là về phần tiết kiệm nhiên liệu cũng như là một cái thông tin hay. Và đặc biệt là gì ạ? Chương trình khuyến mại chi tiết cho phiên bản 1.8G và 1.8V sẽ là như thế nào? Chúng tôi đang có chương trình là xả kho giảm trực tiếp bằng tiền mặt, trừ vài chục triệu luôn, cũng như là tặng những gói bảo hiểm và phụ kiện. Vậy tổng khuyến mại con số cũng lên đến hơn 40 triệu đồng. Hơn 40 triệu anh chị nhé. Chưa bao giờ mà Corolla Altis nhập khẩu nguyên chiếc mà lại có chương trình khuyến mại lớn đến như vậy. Nói vui như phiên bản 1.8G 719 triệu. Nếu anh chị mua chỉ còn có hơn 600 triệu thôi ạ. Còn có hơn 600 triệu đồng là chiếc xe cũng đã về đến nhà anh chị rồi. Chắc chắn thì cũng sẽ chưa bao gồm cái chương trình đăng ký. Chi tiết thì Văn Hội sẽ chia sẻ hơn khi anh chị liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Ngoài ra thì phiên bản 1.8V cũng đang được áp dụng chương trình khuyến mại tương tự như phiên bản 1.8G. Còn phiên bản Hybrid thì sao? Chúng tôi cũng có sẵn nhiều màu sắc để giao sớm, giao ngay cho anh chị. Và một cái điều tuyệt vời là gì nào? Khi mà chúng ta mua thêm cái chương trình trả góp thì lãi suất chỉ từ 0,49%. Một chiếc Altis chỉ từ 260 triệu đồng. Là chiếc xe cũng đã nằm trong nhà anh chị rồi. Thì chi tiết về khuyến mại là như thế nào? Thủ tục đơn giản ra làm sao? Chỉ ngồi nhà thôi, mọi thủ tục về đăng ký, đăng kiểm thì cũng đã có bên tư vấn xe hay của chúng tôi hỗ trợ để anh chị nhận được chiếc xe nhanh nhất, sớm nhất với chương trình ưu đãi tuyệt vời nhất. Còn bây giờ chúng ta ngắm nhanh một chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8V trước khi đi chi tiết về tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Đây đó chính là thiết kế tổng quan giao diện mới nhất của chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V năm 2022. Nào để chúng ta xem là những cái thay đổi mới của xe là gì. Ngay từ thiết kế đầu xe, từ phía trên kính thì chúng ta đã thấy ngay được hệ thống Toyota Safety Sense trang bị cho cả phiên bản 1.8V lẫn phiên bản 1.8 Hybrid. Xuống phía dưới, ngay từ phần nắp capo với 4 đường gân dập nổi, cực kỳ là thể thao, sang trọng và bắt mắt. Nào anh máy quay sẽ tiến gần hơn một chút để chúng ta thấy được. Đầu tiên đó chính là logo Toyota mạ Meca sang trọng và sáng bóng. Bám đuổi hai cái phần viền mạ chrome bám sát sang cái phần đèn pha cốt công nghệ bi LED. Ấn tượng không ạ? Chúng ta có thêm giải đèn LED ban ngày. Di chuyển dần xuống phía dưới thì chúng ta có hệ thống cảm biến cảnh báo va chạm trước ở hai bên góc, được hiển thị trực tiếp lên trên màn hình digital ở bên trong phần tablo. Nữa thì chúng ta sẽ test. Chúng ta có cái đường viền của cái phần đèn sương mù công nghệ LED. Xuống dưới, mặt ca lăng được căng ngang như thế này, rất thể thao, bề thế và khỏe khoắn. Còn gì nữa nào? Chúng ta có tiêu chuẩn khí thải lên đến là Euro 6. Và gì nữa nào? Mua xe Altis ở trong đợt này thì chúng ta có chế độ bảo hành lên đến 5 năm. Và đặc biệt nữa bật mí anh chị là riêng cái quả pin của phiên bản Hybrid thì bảo hành lên đến 7 năm cơ. Đó chính là thiết kế ở phần phía đầu xe, động cơ 1.8 kết hợp với hộp số CVT vô cấp
Còn bên phần phía thân xe có điểm mới là gì? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Và đây đó chính là cái thiết kế phần phía thân xe của Toyota Altis 1.8 model mới nhất năm 2022. Đặc biệt nhất là đây phiên bản 1.8V. Chúng ta có ngay hệ thống cụp gương tự động. Tích hợp ở nữa là gì ạ? Trên gương tích hợp đèn xi nhan công nghệ LED. Kết hợp thêm đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương. Ấn tượng không ạ? Về phần la răng thì sao? Nào, anh Mai Kai sẽ tiến gần hơn một chút để chúng ta thấy được. Xe trang bị là lốp Michelin kết hợp với la răng lên đến 17 inch dạng phay đúc. Với thông số lốp là 225/45R17. Quá tuyệt vời rồi. Khả năng bám đường cũng như khả năng tăng tốc rất tốt. Về hệ thống an toàn thì sao? Chúng ta có 4 bánh trang bị là phanh đĩa kết hợp với hệ thống ABS, EBD, phân bố lực phanh điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Rất ấn tượng. Không chỉ có vậy, xe còn trang bị cả hệ thống an toàn lên đến 7 túi khí cơ. Rồi, nào chúng ta còn có thêm gì ở phần phía thân xe này? Trên phần viền kính, chúng ta được tích hợp đó chính là hệ thống inox mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Tay nắm cửa cũng được mạ chrome, tích hợp luôn là cái phần nút cảm ứng. Ok, đó chính là phần phía thân. Còn ở phần phía đuôi sau là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Và đây đó chính là thiết kế phần phía đuôi phía sau của chiếc Corolla Altis 1.8V model mới nhất năm 2022. Từ phía trên thì chúng ta có gì nào? Hệ thống anten đã chuyển thành tích hợp trực tiếp lên trên kính hậu cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt và vẫn có hệ thống là sấy kính sau. Chúng ta sẽ có đèn phanh thứ ba ở trên cao. Chúng ta có gì ở phần phía đuôi sau nào? Gần như là cái thiết kế ở phần phía sau này đã được thiết kế là hoàn toàn mới rồi. Đặc biệt nhất là cái giải đèn lăng tét LED ở phía đèn hậu phía sau kết hợp với đèn xi nhan phía sau cũng dạng công nghệ LED. Chúng ta có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau kết hợp với phần camera lùi tích hợp vạch dẫn hướng. Và chắc chắn rồi, đây là chính là cái chiếc chìa khóa. Anh chị có thể nhìn thấy ngay không ạ? Chìa khóa sẽ trang bị luôn đó chính là hệ thống mở cốp điện. Chúng ta chỉ cần giữ 3 giây và chúng ta vẫn có nút khóa cửa, mở cửa và nút tìm xe. Nào để xem cái phần cốp sau sẽ rộng rãi như thế nào. Cực rộng anh chị ạ. Với phân khúc hạng C mà ở đây thì nói vui và phải để đến 3-4 bộ gôn luôn đấy ạ. Rất rộng rãi. Và chúng ta trên phần cốp sau sẽ tích hợp phần công tắc điện và cái phần viền ở phía sau này được mạ chrome. Trong khi đó ở phiên bản hybrid thì chúng ta cái logo sẽ mạ thêm cái phần meca xanh nữa. Đây, nào một lần nữa chúng ta ngắm nhìn tổng quan phần phía đuôi phía sau của Altis. Còn bên trong nội thất xe phiên bản 1.8V có gì? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Trước khi bước vào bên trong phần nội thất thì chia sẻ nhanh anh chị là với tiêu chuẩn khí thải Euro 6 1.8 mà Altis 1.8V ấy, chỉ có hết 5,39 lít trên 100 km. Ấn tượng không ạ? Còn đây đó chính là bên trong nội thất xe. Xin mời anh chị. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của chiếc Toyota Altis 1.8V năm 2022. Chia sẻ anh chị là Altis ở thế hệ mới thì chúng ta sẽ có đến 2 tông màu nội thất để lựa chọn. Đó chính là nội thất màu đen sang trọng và cao cấp. Không chỉ có vậy thì chúng ta còn có thêm nội thất màu kem nữa. Nào, từ phần phía ghế thì Altis ở thế hệ mới đã chỉnh điện lên đến là 10 hướng, có bơm tựa lưng, rất dễ chịu luôn. Không chỉ có vậy nào, phần tappy anh máy quay sẽ quay dần sang để thấy được. Tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng, 4 kính chỉnh điện kết hợp với gương gập điện tự động. Cái phần tay cửa này được cái sơn cái màu bóng này, rất sang và cái hộc để đồ thì cũng rất rộng rãi. Nào phần bên sườn này thì chúng ta có chỉnh góc đèn và công tắc AH Auto theo ý muốn. Ấn tượng không ạ? Rồi, chúng ta còn có gì nữa nào? Đó chính là phần vô lăng được khâu bọc da tích hợp với nhiều phím bấm. Anh máy quay sẽ ngồi vào trong để biết thêm thông tin chi tiết. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của chiếc Toyota Altis phiên bản 1.8V năm 2022. Nào, chúng ta có gì nào? Phải nói là một cái thiết kế ở thế hệ mới đã được thay đổi là hoàn toàn rồi. Bảng của màn hình giải trí là thiết kế dựng lên, thành ra là anh chị mà sử dụng ấy, nó sẽ không bị bóng, rất hay luôn. Bảng đồng hồ trung tâm cũng được thiết kế là hoàn toàn mới. Từ phía trên thì chúng ta có hệ thống gương điện tự động chống chói kết hợp với hệ thống Toyota Safety Sense. Còn di chuyển dần hơn nào, anh máy quay sẽ dần hơn để chúng ta thấy gì nào. Đây đó chính là bảng đồng hồ trung tâm
ở bảng đồng hồ trung tâm này được thiết kế hoàn toàn mới rồi. Bên trái đó chính là đồng hồ của vòng tua động cơ, ở giữa đó chính là đồng hồ của vận tốc và hiển thị đa thông tin, đặc biệt nhất là hệ thống Toyota Safety Sense. Chúng ta có hệ thống Toyota Safety Sense cho khả năng cảnh báo lệch làn, tiền va chạm, phanh tự động. Rất ấn tượng luôn. Và hệ thống Cruise Control giữ ga tự động theo hành trình, bám đuổi xe phía trước. Chúng ta bên trái thì có điều khiển volume, kích hoạt giọng nói, thoại rảnh tay, cũng như điều khiển màn hình lớp layer. Hệ thống đèn full LED. Hệ thống đèn full LED luôn anh chị ạ. Tích hợp với hệ thống Follow Me Home, giữ đèn khoảng 30 giây để chúng ta di chuyển vào nhà. Đèn tự động kết hợp với gạt mưa tự động trên phiên bản 1.8V, 765 triệu đồng. Chúng ta có chiếc chìa khóa thông minh Engine Start Top kết hợp với màn hình giải trí đa thông tin kết nối cả CarPlay và Android Auto. Quá ấn tượng luôn. Chúng ta có thêm gì nữa nào? Chúng ta có thêm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập luôn anh chị nhá. Ví dụ như 25 độ và đây có thể để 21 độ. Và chắc chắn rồi sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau này. Chế độ Eco Heat để tiết kiệm nhiên liệu hơn. Về chế độ lái thì sao? Xe trang bị động cơ 1.8 DOHC 20 cam với chế độ lái Sport cũng như là chế độ Normal. Và chúng ta có hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử. Khi chế độ Sport thì cái bảng đồng hồ Tablo nó sẽ thay đổi như thế này. Bứt tốc vượt xe khác với hộp số CVT vô cấp. Ấn tượng hơn nữa sẽ đến từ chiếc phanh tay điện tử. Vậy là Altis ở thế hệ năm 2022 đã được trang bị là hệ thống phanh tay điện tử. Không chỉ có vậy, chúng ta còn chế độ Black Hole, giữ phanh tự động. Chúng ta có chế độ lái M thể thao như thế này. Chìa khóa thì chúng ta sẽ ngắm lại một lần nữa chiếc chìa khóa thông minh. Còn ở phần học để đồ, để chúng ta xem có gì nào. Học để đồ thì lần đầu tiên là Altis đã trang bị là cổng sạc nhanh Type-C kết hợp với một cổng 12V 120W. Còn phần phía điều hòa hàng ghế sau thì chúng ta sẽ ngắm nhìn. Trước khi bước sang thì chúng ta sẽ ngắm cái phần ghế da có lỗ thông khí kết hợp với cái cốp phụ rất rộng. Đây, chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa cái tổng quan giao diện bên trong của Altis 1.8V 2022. Vừa rồi đó chính là review chi tiết phiên bản 1.8V Toyota Altis năm 2022. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng lăn bánh cho riêng phiên bản 1.8V này. Mức giá là 765 triệu đồng. Vậy lăn bánh ở một tỉnh mức thuế 10% thì Altis 1.8V sẽ lăn bánh là 843 triệu đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh sẽ lăn bánh là 863 triệu. Và Hà Nội sẽ lăn bánh là 880 triệu đồng cho cả 3 tỉnh thành. Xe sẵn đủ màu, nhiều chương trình khuyến mại. Chúng tôi giao online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye. Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.